Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Linh sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cách thức để các bạn có thể chuyển đổi được một đoạn văn bản thành dòng nói mà không bị giới hạn ký từ. Các bạn có thể chuyển đổi văn bản thành dòng nói từ tiếng Anh, tiếng Việt hay bất cứ thứ tiếng nào mà các bạn muốn. Và các bạn có thể chọn được dòng nói của nhiều MC khác nhau, dòng nam hay dòng nữ, cách nói nhanh hay nói chậm của từng MC. Và các bạn có thể chọn được kiểu nói là kiểu nói theo kiểu dễ thương hay là kiểu nói theo kiểu chửi bới. Và các bạn cũng có thể tạo ra được dòng nói của nhiều ngôn ngữ khác nhau ở trong cái trang này. Thì để làm được điều đó thì các bạn truy cập vào trang clipchat.com này. Sau đó các bạn đăng ký cho mình một cái tài khoản ở trên này. Khi mà các bạn đăng ký xong, các bạn truy cập vào trang chủ thì ở đây nó có một cái mục là tạo video mới. Thì các bạn nhập vào đây. Và phía bên này thì nó cũng cho chúng ta tạo video bằng công nghệ AI ở đây nữa. Nhưng mà ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách thức để các bạn tạo văn bản thành cái dòng nói. Thì các bạn truy cập vào tạo một video mới. Khi các bạn truy cập vào đây, các bạn nhìn ở phía bên trái thì thấy một cái cột gọi là ghi và tạo. Các bạn truy cập vào. Khi các bạn vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy một cái mục chuyển văn bản thành dòng nói. Các bạn truy cập vào. Khi các bạn click vào đây thì nó mặc định cho chúng ta là ngôn ngữ bằng tiếng Việt. Thì nếu như bạn sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt để các bạn tạo văn bản thành dòng nói thì các bạn chỉ cần chọn cái tên MC ở đây. Thì ở đây ngôn ngữ tiếng Việt thì nó chỉ có hai MC, Hoài My với Nam Minh. Thì các bạn chọn dòng nam hay dòng nữ thì tùy các bạn. Ví dụ như mình chọn dòng nữ thì mình lấy Hoài My này. Ở đây thì có những cái thông tin kiểu dòng nói này. Thì các bạn có thể là dòng nói thấp hay cao hay vừa hay rất cao là tùy các bạn nhé. Ở mục này thì các bạn có thể chọn chế độ nhanh hay chậm hay bình thường. Nếu mà các bạn muốn nhanh thì các bạn kéo cái nút này ra, các bạn muốn chậm lại thì các bạn kéo cái nút này lại, và sau đó các bạn chép cái văn bản mà các bạn muốn chuyển thành dòng nói vào đây. Ví dụ như mình sẽ dán cái đoạn văn bản này vào. Khi mà các bạn chọn đầy đủ tất cả các cái yếu tố ở trên này rồi thì các bạn có thể bấm vào đây để các bạn nghe. Thành công không phải là sự xuất hiện ngẫu nhiên hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng hơn, đó là sản phẩm của một quá trình học tập và phát triển có chủ ý và nhất quán. Những người đạt được thành công hiểu rằng nó đòi hỏi sự cống hiến và cam kết không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức của họ. Thông qua khát khao kiến thức không ngừng nghỉ cũng như sự sẵn sàng thích nghi và phát triển. Thì các bạn có thể chơi khi nào nó chạy hết cái này để xem cái dòng nói của nó có chất lượng hay không thì tùy các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy cái đoạn văn bản này họ dịch ra rất là chuẩn rồi thì các bạn chỉ cần bấm vào lưu tệp lại. Khi mà các bạn bấm vào lưu tệp thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái mục ở trên này là thành công rồi. Thì các bạn bấm vào dấu cộng này để cho nó xuất ra phía dưới này. Bây giờ các bạn có thể bấm để nghe xem thử. Bây giờ cái đoạn này nó xuất ra cho chúng ta là 44 giây. Khi nó đã ra như này thì các bạn bấm vào đây để xuất ra. Các bạn bấm đây và chọn 480 pixel hay là 720 tùy các bạn. Xong rồi các bạn chờ cho nó chạy xong cái tệp này. Khi mà cái tệp này nó đã chạy xong rồi thì nó tự lưu xuống vào cái thư mục download cho chúng ta luôn. Và các bạn chỉ cần chờ khi nào cái mục này nó tải xong thì nó sẽ về cái mục download ở trên máy tính cho chúng ta. Thì chúng ta có thể vào đó để chúng ta lấy và chúng ta tạo những cái video và ghép cái dòng nói này vào. Đó là cái cách mà chúng ta tạo cái văn bản chuyển sang dòng nói bằng tiếng Việt. Còn bây giờ để chuyển sang được ngôn ngữ bằng tiếng Anh thì các bạn quay lại trang chủ. Bây giờ các bạn cùng bấm vào tạo một video mới. Sau đó các bạn nhìn sang bên trái và chọn vào ghi và tạo. Các bạn vào tiếp chuyển văn bản thành dòng nói. Ở đây các bạn muốn tạo văn bản thành dòng nói của những ngôn ngữ khác thì các bạn truy cập vào cái mũi tên đây. Sau đó các bạn chọn cái ngôn ngữ mà các bạn muốn. Các bạn có thể chọn bất cứ ngôn ngữ nào. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn cái ngôn ngữ tiếng Anh. Thì mình sẽ vào mục tiếng Anh.
Ở đây thì mình chọn tiếng Anh Hoa Kỳ. Ở đây các bạn có thể chọn giọng nói của bất kỳ MC nào. Trong cái ngôn ngữ tiếng Anh này thì họ có rất là nhiều MC khác nhau, các bạn có thể chọn giọng nam, giọng nữ tùy các bạn. Ở đây thì mình chọn giọng nữ cho nên là mình chọn cô gái này. Sau đó mình bấm chọn chế độ nhanh hay chậm cho giọng nói này. Mình bấm chậm lại một xíu. Phía bên này các bạn cùng chỉnh cái độ vừa hay thấp hay cao tùy các bạn. Và sau đó các bạn dán cái đoạn văn bản mà các bạn muốn chuyển thành giọng nói tiếng Anh vào đây. Khi mà chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Anh thì các bạn phải nhập ở đây là ngôn ngữ tiếng Anh. Bây giờ các bạn bấm vào đây để xem nó nói như thế nào. Success is not a random occurrence or a mere coincidence. Rather, it is the product of a deliberate and consistent process of learning and development. Those who achieve success understand that it requires dedication and commitment to continuously enhance their skills and knowledge. Through a never-ending thirst for knowledge and a willingness to adapt and grow, individuals can unlock the potential for greatness. Success is not handed on a silver platter. It is earned through countless hours of hard work, perseverance, and a relentless Khi mà bạn cảm thấy là cái đoạn văn bản này cô gái này cô đã đọc rất là chuẩn rồi thì bạn tiếp tục lưu vào tệp tin đa phương tiện. Thì khi mà lưu cái tệp tin này vào thì nó cũng chuyển sang cái mục giống như lúc này chúng ta làm ở bên cái mục. Chúng ta nhấn vào dấu cộng này và sau đó chúng ta bật xem Success is not a cô gái này có nói như nào. Or a mere coincidence. Rather, it is the product of a Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục xuất ra. Như vậy là các bạn chỉ cần chờ khi nào mà cái file này nó xuất ra thì nó sẽ tự lưu vào mục download trên máy tính của chúng ta. Mà chúng ta cứ vào đó chúng ta lấy cái file đó ra, chúng ta cắt ghép nội dung và chúng ta chèn cái đoạn hội thoại này vào những cái video mà chúng ta muốn. Ở trong cái file xuất này thì nó đang xuất ra cho chúng ta một cái file video nhưng mà không có hình, file video màu đen như này luôn. Và để chúng ta chuyển được một cái file video màu đen lúc này mà chúng ta đã tải xuống từ trang này thì các bạn vào cho mình một bước nữa là chúng ta vào cái trang cloudconvert.com này. Các bạn vào cái trang này xong các bạn chọn tập tin, sau đó các bạn chọn cái tập tin mà mình vừa tải bên kia xuống. Mình vừa tải một cái bản tiếng Anh và một cái bản tiếng Việt bên đó xong thì bây giờ mình sẽ vào cái bản tiếng Anh file 1 này nó mới tải xong. Khi các bạn click vào đây thì có một cái file được hiển thị ra đây. Thì các bạn bấm vào mũi tên này. Các bạn chọn cho mình âm thanh. Khi các bạn chọn vào file âm thanh này thì nó sẽ hiển thị ra cái mục MP3, có nghĩa là âm audio cho chúng ta. Các bạn click vào đây. Sau đó chúng ta bấm chuyển thành. Thì các bạn chỉ cần chờ khi nào thì file này nó ok thì các bạn sẽ tải về máy của mình. Success is not a random occurrence or a mere coincidence. Rather, it is the product of a... Như vậy là cái file video nó đã chuyển thành cái file audio cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta bấm vào đây để tải xuống. Thì chúng ta chờ khi nào nó tải xong thì nó sẽ nằm ở trong cái mục download của máy tính của chúng ta. Chúng ta vào đó để chúng ta lấy các cái file này ra. Các bạn có thể làm video, chúng ta ghép phần giọng nói này vào các cái đoạn video mà chúng ta muốn. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc đoạn chia sẻ tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh để khi mình ra những video mới thì các bạn sẽ là người nhận được những video của mình đầu tiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.